Rồi, hello, xin chào toàn thể anh em nha. Hôm nay bên em có một số đồ mới, phụ kiện thanh lý cho anh em nha. Thì anh em nào mua liên hệ vào số điện thoại 034 434 170 để mua hàng anh em ha. Rồi, ok. Ở đây em có hai thùng xịt bơm vuông nha anh em nha. Tí em thanh lý và em báo giá cho anh em. Rồi, trước tiên thì trong cái vỏn vẹn ở trong cái thùng này ha anh em ha. Một chiếc piston này. Bê tông này bê tông của hàng mới luôn anh em ạ. Bê tông GS35 luôn ha. Nó có bạc rồi luôn nè. Đó, một quả nè. Này lửa của TL33 nhưng mà con lửa là lửa tàu anh em. Hai nè. Này lửa của 260 nha. Và 260 luôn. Bốn nè. Đó, bốn món ha. Đây, cục tép lửa nè. Đó. Này bét xịt thuốc anh em ha. Gen. Gen này ở đây có gen mới mà không biết của nó của xài cho TL, TU gì đó trong trong mấy cái dòng đó này. Gen mới ha, một cây nè, hai cây, ba cây, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín cây gen này nè. Chín cây gen ha, với lại ba cục lửa bịch này. Với trái Honda GS35 ha. Đó. Rồi. Tổng cái chỗ này bán cho anh em là 700 ngàn nha. 700 ngàn cho cái phần này, 9 cây gen với lại 3 cục lửa với lại chú piston dòng đây. Đây là 900 ngàn anh em nhé. Rồi, bên này em có một cái bộ lam xích nè. Đây hoàn toàn mới anh em nha. Lam nè, ha, lam này lam bánh xe với sợi xích luôn. Đồ nghề nè. Cảng nè. Ốp nè. Này nó gắn cho cái máy cắt cơ điện anh em nhé. Đó, chén rồi nó nằm đây. Xích đây luôn anh em. Xích này mới tinh luôn ha. Mới tinh luôn. Đây, đủ bộ nó hết đó. Bộ này là 350 anh em nha. Nguyên một bộ này luôn ha, là 350. Đó. Rồi, bên này cao su. Cao su này cao su mới luôn anh em ha. Cao su chân đế đầu xịt luôn. Đây. Đó. Ở đây em có nhiều lắm anh em ơi. Nhiều lắm. Đây nè, chân đế đầu xịt nè. Này 7.000 là 7.000 một cục anh em nhé. 7k một cục, anh em lấy bao nhiêu cục thì báo em nhé. Đó, nó đợi loại một lỗ là hai lỗ ha. Nó cứ đồng giá là 7.000 một cục ha. Rồi, bên này là cao su lớn của cái máy đầm hay là máy xả phân gì đây anh em nhé. Này em cũng không biết, này hàng về hàng thanh lý. Này là 10.000 một cục ha, cục to luôn anh em. To luôn, này là 10.000 một cục. Đó. Rồi. Còn bên số đây là tay ga gạt. Đây tay ga gạt anh em nha. Tay ga gạt này ha. Này 8.000 một cái. Đó, một nhiêu đây chứ cũng ít thôi anh em. 8k một cái ha. Lấy số lượng thì báo em nha. 8k một cái. Rồi. Đó. Này cao su. Cao su của 5.200 rồi nè. Ha, 5.200 nói chung là cũng dùng cho các dòng máy cưa Shizuka được anh em nhé. Này thì là em bán như vậy là nó 10.000 một cục ha, 10.000 một cục xu này ha. Đó, 10.000 một cục. Rồi. Đó, anh em lấy gì thì lấy. Ở đây em có hai cái thùng nè. Thùng Yamata 767 ha. Này bơm là mới tinh luôn anh em nhé. Bơm này mới tinh luôn, đầu máy tháo ra rồi. Nó còn bơm nè, còn thun còn đồ, tay ga bóp nè. Tay ga rồi công tắc rồi còn đủ ha. Thùng xăng nè. Đó. Xem trong đây nó có gì ha. Lưới lọc rồi đầy đủ hết anh em ha. Dây đeo nè. Dây đeo rồi dây xịt nè, đầy đủ hết nè. Phụ kiện rồi trong đây. Đó, mới, tay cầm rồi đầy đủ ha. Rồi. Đây, bơm này bơm vuông anh em nha. Bơm này xài tốt lắm, xài ngon lắm nha. Bơm này bơm vuông. Vuông rất ok ha, mới tinh luôn anh em nhé. Rồi 950 một thùng, như vậy là bao gồm bơm và thùng với lại cái phụ tùng ở trong đây ha, là 950 một bộ. Đó, ở đây em có hai bộ duy nhất thôi, anh em nào lấy thì liên hệ với em nhé. Giá này là siêu rẻ cho anh em luôn ha. Một bộ bơm là bây giờ 800.000, 850 thôi, bơm vuông ha anh em ha. Đó, còn nguyên bộ vậy là bán 950. Rồi, anh em nào làm món nào thì liên hệ với em nhé. Số điện thoại 034 434 1710 nha anh em. Rồi, bye bye anh em nha.